Thưa quý vị, Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất trên thế giới. COVID-19 và lao thì đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây lan qua không khí. Thế nhưng bệnh lao dường như vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đây là thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương đưa ra trong lễ meeting Ngày Thế giới phòng chống lao diễn ra mới đây tại Hà Nội. Ông Nhung cũng quan ngại là sau COVID-19 thì bệnh lao có thể sẽ bùng phát. Vâng, cũng tại buổi lễ này thì các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương cũng cho biết, sau COVID-19, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều các bệnh nhân có những tổn thương về lao phổi, lao toàn thể, lao màng não rất nặng nề như cách đây 10 năm. Bệnh nhân lao bị gián đoạn tiếp cận y tế do COVID-19 nặng lên và tử vong nhiều. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, hàng năm cả nước phát hiện và đưa vào điều trị hơn 100.000 người mắc lao. Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện và báo cáo mới chỉ đạt 60%, nghĩa là có tới 40% số bệnh nhân lao chưa được phát hiện hoặc được phát hiện nhưng chưa được báo cáo trong cộng đồng. Tuy nhiên, trong gần 3 năm qua, Việt Nam cũng như thế giới phải đối mặt với làn sóng của đại dịch COVID-19, tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng chống COVID-19. Giãn cách xã hội, khó tiếp cận cơ sở y tế trong đại dịch khiến nhiều người không được thăm khám định kỳ, được phát hiện sớm bệnh lao tiềm ẩn, việc điều trị bị gián đoạn gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe. Sau COVID-19 thì chúng tôi quan sát đây rất nhiều những bệnh nhân lao mà trước đây chưa bao giờ gặp những bệnh nhân lao đấy. Những hình ảnh cách đây hàng chục năm, lao phổi mà tất cả hai bên đều có tổn thương hết cả. Tất cả những tổn thương hang, lao toàn thể, lao màng não là những trường hợp hết sức là nặng nề trước đây. Mà gần đây chúng ta đã hiếm gặp. Như vậy là nói cho chúng ta thấy rằng sau COVID-19 hậu quả của bệnh lao hết sức là đấy. Có thể nó sẽ bùng phát ở trên diện rộng. Tôi muốn nói là diện rộng, bởi vì tất cả mọi gia đình đều bị ảnh hưởng. Như vậy, cái cơ bản nhất chúng ta hiểu tại sao lại như thế là phát hiện muộn. Lẽ ra phát hiện sớm là chúng ta chữa được rất nhanh. Nhưng mà vì rằng là chúng ta không tiếp cận được y tế, chúng ta cứ nghĩ rằng đấy là một cái thông thường. Chúng ta nghĩ rằng COVID, nhưng mà có nghĩ là lao cũng không thể phát hiện được. Bởi vì chúng ta đã có những cái thời kỳ bị lockdown rồi có cái khả năng mà tiếp cận nó bị giảm đi. Tôi rất có thể lo lắng rằng sau COVID xong bệnh lao có thể nó bùng phát. Vì một số những cái vi khuẩn mà trước đây nó đang còn được cái sức đề kháng miễn dịch chúng ta khống chế. Thế giờ COVID-19 xong rất có thể cái sự suy giảm miễn dịch đấy nó sẽ làm tái hoạt động trở lại. Đấy là những cái dự đoán. Chúng ta phải làm trước một bước, chúng ta phải làm mạnh hơn một chút để những cái điều xấu có thể không xảy ra. Đấy là kinh nghiệm của phòng chống COVID mà chúng ta đã học được. Theo ông Nhung, để giảm thiểu tác hại của COVID-19, chương trình chống lao quốc gia phải tập trung nguồn lực cho chống lao. Đầu tiên, vai trò y tế cơ sở rất quan trọng trong việc phát hiện lao. Các cơ sở y tế phải cung cấp dịch vụ thân thiện, mở cửa, khám COVID-19, khám hậu COVID-19 và khám lao vì triệu chứng hậu COVID-19 và lao khá giống nhau. Thứ hai, cộng đồng phải chủ động tham gia bằng các chương trình liên tục cung cấp kiến thức, kỹ năng để người dân phát hiện bệnh. Chương trình sẽ ban hành các hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, tổ chức thực hiện một cách thân thiện nhất. Cái đó là những hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật, hướng dẫn về tổ chức thực hiện. Chỉ chuyên môn kỹ thuật không giải quyết được vấn đề. Chúng ta đã tập trung tất cả những cái kỹ thuật mà thân thiện nhất, tốt nhất. Chuẩn bị chúng tôi sẽ ban hành một cái kế hoạch, một cái hướng dẫn điều trị COVID, hậu COVID và phát hiện bệnh lao trong cái bối cảnh sau cái COVID như thế này. Thực hiện 128, thực hiện 38 nghị quyết của chính phủ để làm sao để tất cả các tỉnh thành. Đầu tiên là không thể giao cho bệnh viện chuyên khoa 100% điều trị COVID được nữa. Rất nhiều tỉnh, 11 tỉnh bây giờ vẫn còn làm việc ấy là đấy là một cái sai lầm. Cái thứ hai, để làm sao cho cộng đồng thực hiện được việc đó, chúng tôi sẽ có những cái tờ rơi, những cái tập huấn. Hội Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam đã vào cuộc và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam sẽ cùng với chương trình chống lao quốc gia để tổ chức các cái lớp tập huấn cho những các cái giảng viên đi vào từng các cái địa phương một, từng cái cụm một, từng chi hội một. Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cũng bày tỏ quan ngại, sau COVID-19 có thể bệnh lao bùng phát. Một số vi khuẩn trước đây đang được sức đề kháng miễn dịch khống chế, nhưng sau COVID-19, sức đề kháng miễn dịch giảm, vi khuẩn lao có thể tái hoạt động trở lại. Do đó, năm 2022, nhiệm vụ của công tác phòng chống lao sẽ nặng nề hơn, bù đắp cho chỉ tiêu của năm 2021 chưa hoàn thành. Nếu bệnh lao được phát hiện sớm, cắt đứt nguồn lây và điều trị kịp thời như COVID-19 sẽ giảm tỷ lệ lây nhiễm và tử vong. Tiến tới mục tiêu năm 2030, giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng
xuống dưới 20 trên 100.000 người dân và giảm số người chết do bệnh lao để người dân Việt Nam được sống trong môi trường không còn bệnh lao.